Dạ, đội hiệp sĩ Vĩnh Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày vừa qua và đã rất nhiều các anh em hiệp sĩ Bình Dương đã tiếp nhận một ngày rất nhiều các thông tin các cô chú anh chị ở tất cả tỉnh rất xa về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt hôm nay một buổi sáng thứ hai đầu tuần, hiện nay là bây giờ đã 12 giờ trưa, anh em hiệp sĩ Bình Dương đã còn phải tiếp và rất nhiều các cô chú anh chị hiện nay đang ngồi chờ để anh em hiệp sĩ Bình Dương quay phim ghi hình để đăng tin tìm người thân của mình. Dạ, còn đây là tiếp tục cái câu chuyện tiếp theo. Cái câu chuyện là một hiện nay là một chú rể người nước ngoài hiện nay đang về đây cùng với một chị gái về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người vợ Việt Nam của mình. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin chào em gái. Em có thể em giới thiệu cho anh cũng như cho các cô chú anh chị biết được em họ tên đầy đủ gì? Em Lê Thị Cẩm. Rồi, Lê Thị Cẩm ha. Em nhiêu tuổi rồi? Em 1987. 1987 nha. Tuổi mèo đúng không? Con mèo mèo này là mèo mèo nhà hay là mèo rừng? Mèo gì cũng được hết. Mèo này gọi mèo nhà đi ha, cho hiền ha. Rồi, em nguyên quán ở đâu? Tiền Giang. Tiền Giang. Hôm nay em cùng với ai đấy? Đây là bạn của em ở Trung Quốc về. Bạn có chồng em ở bạn Trung Quốc có chồng về. Em Trung Quốc về. Em cho anh hỏi là một câu chuyện này để mọi người xem mới hiểu được. Em có gia đình chưa? Em có gia đình rồi. Chồng em là người Việt Nam hay người Trung Quốc? Chồng em là người Trung Quốc. Em có gia đình mình đó 6 năm rồi. Chồng em là người quốc tịch Trung Quốc ở tỉnh nào? Tỉnh Hồ Nam. Hồ Nam Trung Quốc ha. Rồi. Đây là người bạn, có thể là bạn thân hoặc bạn quen biết. Bạn học chồng của em. Bạn học của chồng em ha. Sát nhà luôn. Gần nhà ha. Hôm nay thì cái câu chuyện tại sao em và bạn của chồng mà từ Trung Quốc phải về đây để nhờ anh em ở Bình Dương ghi tìm ai đây? Tìm vợ của cái anh này. Tại vì cái đầu tháng 2 em có về Việt Nam với chồng em, gia đình em về thăm gia đình cha mẹ. Cái có cái anh này, anh này là bạn chồng em, nói ở cho anh đi về Việt Nam chơi với. Lúc trước về tới Việt Nam thì tụi em cũng có làm một bữa tiệc đãi ăn uống nọ. Và trong đó thì cũng có bạn với mấy đứa bạn của em, bạn gái. Và trong đó hai người này, anh này với cái đứa bạn gái đó không biết là để ý gì đó, thương như hai gì đó, rồi hai người đã đến với nhau là đã đăng ký kết hôn như vậy. Rồi anh này ở được một, nếu mà một, ở visa được ở được một tháng thôi là anh đó phải về bên Trung Quốc lại. Và trong đó anh đó về Trung Quốc là chi phí ở bên em thì anh đã trả hết cho cái cô này là chi phí, nói chung là tiền nhà cũng trả luôn, tiền gì cũng trả hết. Rồi anh đó về bên đó thì tiền 2 ngày là gửi cho cô đó tiền, 2 ngày là gửi cô đó mấy triệu, 20 ngày là gửi cô đó, nếu mà tính 1 tháng là cũng mấy chục. Mà anh nó qua lại gần 6 tháng rồi. Rồi em cho anh hỏi thế này nha. Anh muốn đi sâu vào câu chuyện này và anh muốn hỏi rõ đầu đuôi cái câu chuyện nha, thì mọi người xem mới hiểu được, mới giúp em được. Dạ. Và mới giúp bạn của em được. Dạ. Bạn chồng ha. Em là một người Việt Nam mình, hiện nay quê quán ở đâu? Tỉnh Bình Nha. Em là họ tên đầy đủ là gì? Lê Thị Cẩm, sinh năm 1987 hả? Dạ đúng rồi. Em theo em chia sẻ là em hiện nay đã lấy chồng người Trung Quốc. Và từ Trung Quốc em về Việt Nam mình. Hay là em đang sống tại Việt Nam? Từ Trung Quốc về. Từ Trung Quốc về Việt Nam thăm gia đình. Dạ. Và đi cùng chồng. Dạ. Và cùng chồng và con ha. Ở trong đó thì có một người bạn gọi là bạn thân học cùng với chồng em. Đúng rồi. Muốn đi cùng về Việt Nam thăm chơi du lịch. Dạ, đúng rồi. Giống như là đi cùng vợ chồng em và con em đúng không? Để về Việt Nam tại quê nhà. Trong đó thì hôm đó thì gia đình mình tổ chức một bữa nhậu. Gọi là bữa nhậu, bữa tiệc. Nói vậy cho dễ ha. Thì trong đó là mời rất nhiều người. Có thể em hoặc gia đình mời nhiều người. Trong đó có thể bạn bè và người thân. Trong đó thì có cả bạn của em đúng không? Bạn là một người gái, của phụ nữ đúng không? Bạn của bạn em luôn. Rồi bạn của em luôn. Bạn đó. Của em. Với đâu là bạn của bạn em. Anh đang hỏi cái người phụ nữ này là bạn của em hay là bạn của bạn bè? Bạn của em, bạn em. Người phụ nữ là vợ của thằng này. Bạn ai là người ai là người mời tới? Ai là người mời phụ, ai là người trực tiếp mời người phụ nữ tới nhà làm bạn ăn tiệc của em? Nhưng mà em có mời bạn, em có mời bạn này đâu? Dạ. Hôm đó là em mời bạn em đến chứ em không mời bạn này. Nhưng mà em đây có người... kêu, em có kêu bạn của em nói là em có bạn không mời lại đây cho vui. Rồi xong cái bạn của em đã kêu con bé này lại. Rồi nói như vậy cho dễ hiểu ha. Mình nói chuyện như vậy bởi vì anh muốn hỏi rõ anh thì mình biết được. Và là chính em mời bạn và người bạn đó gọi một người bạn khác. Dạ, và em không biết. Dạ đúng rồi. Nhưng mà trước khi đến thì cũng thông báo em. Dạ. Và đến nhà ăn tiệc. Gọi là chung vui. Dạ. Gọi gia đình lâu ngày về thăm quê.
đúng không? Mình tổ chức không phải có lớn đông người không em? Dạ không, chỉ có 6-7 người thôi, có người lớn nữa, cũng có cha mẹ của bạn em. Nói chung là cũng không nhiều lắm mà. Không nhiều. Mà nói chung trên dưới 10 người không? Dạ đúng rồi. Rồi ok. Trong đó là có cả chồng em và bạn của chồng em là hiện nay thanh niên này là người quốc tịch Trung Quốc. Dạ. Thì họ hai người thì lúc bây giờ là ai là người giới thiệu bạn là cái người bạn của chồng em, đây là người này, người đàn ông này. Cho người đó ai là người giới thiệu? Ai là người trực tiếp giới thiệu? Ai người trực tiếp? Thì nhóm bạn em mới giới thiệu. Bạn em giới đâu? Giới thiệu rồi xong. Dạ, bạn hiện tại là cái gì nhỉ? Có người bạn của em giới thiệu chị em có giới thiệu không? Nếu bạn em giới thiệu thì em nó nói là bạn em có biết nói tiếng Trung không? Không. Không. Em là người phiên dịch ra. À, em là người trực tiếp. Quan em biết rằng dù rằng em là người gián tiếp thì em là người trực tiếp biết câu chuyện này. Vì em là người trực tiếp nói chuyện được hai thứ tiếng, kể cả tiếng Việt tiếng Trung. Bởi vì thanh niên này anh nghĩ rằng chắc chắn thanh niên này có thể là không nói tiếng Việt, không có thể tiếng Việt, nghe. Em là người phiên dịch. Vì vậy đôi khi là thanh niên này có thích người kia hay không là phải do em. Em mới biết được. Đúng không? Em nghe em mới biết được, đúng chưa? Và chính người phụ nữ kia là người bạn của bạn em. Nói gì thì em đều biết hết. Đúng chưa? Vậy là hai người quyết định là liên hệ cho nhau từ hôm đó. Đúng rồi, từ hôm đó là liên hệ. Và thanh niên này đang sống lúc mấy thời điểm mới sống tại đây, tại Việt Nam mình hay sang quay lại về Trung Quốc? Sống ở Việt Nam cũng 30 ngày. 30 ngày. 30 ngày, có lời 1 tháng đi. Dễ hiểu không? Sống tại nhà ai? Sống ở ngoài phòng khách sạn. Khách sạn. Khách sạn ở quê em, ở nhà em, gần nhà em. Sống ở đó một mình hay sống với ai? Dạ. Sống một mình hay sống với ai? Sống chung với cô đó luôn. Ồ, hẹn chung luôn. Chung luôn. Từ hôm đó là chung luôn. Từ hôm đó là ngủ chung luôn. Làm thịt luôn rồi. Đúng không? Từ hôm đó là gọi là trước mắt là làm quen và sống chung, gọi sống thử đi tại khách sạn. Còn hai xong người xong rồi thấy mấy tháng sau rồi mới hai người mới đi đăng ký kết hôn. Nhưng mà hôm đó là em có bật mí để cho hai người đi với nhau không? Em có bật mí, em có để cho hai người đi với nhau không? Để cho hai người tiến tới không? Thế thì em là em không muốn rồi đó. Nếu mà thằng này có chị thấy ra chuyện thì em là người chịu trách nhiệm đúng không? Sao em nhưng mà tại sao em lại để cho người đi? Cái người này cũng muốn đi. Người này cũng muốn đi nữa nè. Rồi hai nói chung là hai người nam người nữ cũng muốn đã muốn với nhau rồi. Em nhưng mà anh hỏi em này, hôm nay em có cản không? Em có tư vấn trước là ra đó có gặp chuyện gì là đừng trách mình không? Em có nói trước không? Có nói. Nói chưa? Có. Có ha. Bây giờ thì xíu nữa anh sẽ tiếp tục anh phiên dịch nha, để anh hỏi em để xem có đúng không nha. Mình hy vọng là em trai này hiện nay không nghe được. Nhưng em trai này về sẽ xem cái này. Nha, anh chắc chắn là em về sẽ xem. Nên là mà có tiếng Trung lên. Nó biết. Nó hiện biết hết nha. Vì vậy em mình nói chuyện gì thẳng thắn, rõ ràng, thật thà, tránh tình trạng mà tình huống xấu có thể xảy ra. Nó có thể là mình nói không thật. Đến khi mà bạn của em lại phát hiện ra thì hai bên bất lòng. Hiện nay là bất lòng rồi, nhưng mà sợ cái tình bạn không về. Bởi vì trước đây anh đã từng sống Trung Quốc, anh từng sống ở Quảng Châu. Nói tiếng phổ thông mới được đó, nó nghe được đó. Anh đã từng sống ở Quảng Châu 7-8 năm liền. Vậy nói tiếng phổ thông được. Nói chung là nói thì bây giờ nói không nhiều nhưng anh nghe được hết. Tất cả em nói chuyện gì bằng tiếng Trung Quốc anh nghe được hết. Nói như vậy thì em dễ hiểu hả? Bây giờ thế này, mình đi vào câu chuyện chính. Hai người sống với nhau hàng ngày tại khách sạn là chính bạn của em và người phụ nữ, còn là bạn chồng và bạn của em sống với nhau tại khách sạn gần nhà em, gần quê nhà. Và hai người có thường xuyên quay lại để cùng trò chuyện với em không? Hay là từ lúc đó em thôi luôn? Ở đó hả? Thì cũng hàng ngày gặp nhau đi cà phê ăn uống rồi. Nói chung hàng ngày vẫn gặp nhau. Có đêm thì người ta về về phòng. Còn ban ngày thì mình vẫn gặp nhau. Hai người có hứa hẹn hay em có ngỏ ý là muốn cưới hay muốn đến với nhau không? Hai người này. Hai này thì đó cũng có hứa hẹn là thằng này bên gia đình này biết hết là nói đi về bên đó đám cưới hôm bữa nhưng mà cách mười mấy anh là kêu em mua vé máy bay. Anh ngắt lời em thế này, trước khi hai người đến với nhau để ra khách sạn thì cái vấn đề mà tình yêu nam nữ mà cái đó thì chắc không cần phải nói đúng không, chắc chắn là người ta sẽ biết người ta phải làm gì đúng không, em hiểu ý chưa? Mình không cần nói hơn ha. Thế nhưng em có chia sẻ rõ ràng là ở đó nó sẽ như thế nào và liệu có đến với nhau hay không, và hiện nay hai người ngoài cái chuyện đó ra, chuyện tế nhị ra, thì những cái câu chuyện khác, nói chuyện về tình cảm yêu đương thì chắc chắn hai người không hiểu, bắt đầu ngôn ngữ. Không, em bé đâu cũng biết tiếng Trung nha. Biết luôn à? Biết ạ. À? Sao biết được? Con bé đó biết tiếng Trung. Đã từng sang Trung Quốc chưa? Nó không sang Trung Quốc nhưng mà nó đi Singapore. Nó là đi từng đi 2 lần 3 lần Singapore và đi 1 lần Malaysia. Malaysia thì nói tiếng Trung.
đúng. Malaysia có nói tiếng Trung. Hai người giao tiếp được, hàng ngày giao tiếp được. Cô ấy nói tiếng Trung được. Nói được, em biết đúng không? Biết. Em biết là chính xác là như vậy. Có nghĩa là cái người phụ nữ này là bạn của bạn em. Biết nói tiếng Trung. Biết nói tiếng Trung. Hai người giao tiếp được. Vậy là hai người nói chuyện với nhau chắc em biết hết đúng không? Biết. Vậy là có thật. Dạ. Vậy là hai người hẹn hò nhau sống tại khách sạn. Nhưng mà em là nói thẳng là em là người rất là mai mối. Đúng chưa? Mình phải nói thẳng như vậy. Bao nhiêu ngày sau thì người ta đến quyết định đến với nhau thật lòng hoặc đăng ký kết hôn? Bao nhiêu ngày sau? Khoảng 3 tháng sau nếu mà ra giấy kết hôn này nó có được. Từ hôm đầu tiên, từ hôm gặp đầu tiên nhà em. Mà đến khi bắt đầu đăng ký kết hôn này là ngày thứ bao nhiêu? Đó là bắt đầu đi làm giấy tờ đó, tại vì cô này làm giấy độc thân á nó hơi bị trục trặc hơi lâu. Độc thân tại sao trục trặc? Đăng ký lần thứ mấy hoặc đăng ký kết hôn lần thứ mấy? Lần thứ hai, tại vì cô này là lúc trước là cũng có đăng ký với một người mà như là độc thân chưa có hủy. Cho nên bây giờ cái cô này mới làm độc thân là nó hơi rườm rà, nó hơi lâu. Có nghĩa là theo như mình hiểu này, theo đúng thủ tục pháp lý, theo pháp lý đúng không? Là cô gái này hiện nay có chồng vẫn còn chồng. Có thôi có chồng nhưng mà đã thôi rồi. Thôi rồi nhưng hiện nay giấy kết hôn có chồng. Đúng chưa? Chỉ kết hôn hả? Có chồng mới hủy. Giờ mới hủy đi đúng chưa? Để đăng ký lại lần hai. Đúng rồi. Anh nói như vậy em hiểu chưa? Anh không quan tâm người ta còn sống với nhau hay không. Nhưng anh đang quan tâm là hiện nay người ta đang có giấy kết hôn. Có giấy kết hôn. Nếu mà chưa hủy hôn. Nha. Còn là chưa ra tòa. Không, ra rồi mới có giấy mới làm giấy độc thân được chứ. Có nghĩa là cái thời điểm đó. Cái này anh biết mà. Cái này anh hiểu luật. Có nghĩa rằng người ta chưa ra tòa để ly hôn. Em hiểu chưa? Nha, vì vậy cho người ta bây giờ đang dính vào là đang có vợ có chồng. Nếu mà dính như vậy sao làm được cái kết hôn với làm được có nhiều cách để làm. Nha, anh nói như vậy chắc em hiểu rồi, tự em biết rồi. Nha, cái này anh biết mà. Kết hôn Việt Nam thì em không có hiểu là gì, em chưa có kết hôn Việt Nam. Chứ không lý do thì bây giờ anh đang hỏi em là đang có giấy kết hôn rồi với người khác rồi, với ông A bà B rồi, ông A rồi. À, với giấy độc thân của nó là để là đã kết hôn là lần thứ hai rồi. Nhưng mà em nói là trục trặc là vì lý do đó, là vì lý do đang có giấy kết hôn. Đúng chưa? Chính tỏ là chưa ly hôn. Đúng không? Chỉ ly hôn miệng thôi, đó là ly thân. Còn chưa chính thức ra tòa để ly hôn. Cũng như giống em với chồng em vậy. Bây giờ hai người không sống với nhau, đó là ly thân. Còn khi nào chính thức không sống với nhau nữa mà ra tòa nha, đó mới là chính thức độc thân. Hiểu ý nhỉ? Rồi nói vậy đúng hay sai? Nha, rồi. Vì lý do như vậy cho trục trặc lâu. Còn cái tình trạng kéo dài là hiện nay thanh niên này người Trung Quốc sống tại Việt Nam mình mấy tháng? Đến giờ phút này từ ngày sang đầu tiên gặp nhà em, gặp người bạn gái này, đến giờ phút này là mấy tháng? À, 5 tháng rưỡi, gần 6 tháng rồi. Gần 6 tháng. 23 tay này là 6 tháng. Gần 6 tháng mà thanh niên này sống ở đâu? Sống... Tại khách sạn. Tại khách sạn luôn. Vẫn khách sạn đó, gần nhà em. Người phụ nữ này đăng ký kết hôn xong, người phụ nữ này bao giờ thì bỏ trốn? Đăng ký kết hôn bao giờ mới bỏ trốn? Chỉ thằng này đi về bên đó là cũng còn liên lạc được. Rồi xong khoảng mấy bữa nay thôi, khoảng... bây giờ sau đó là chỉ hôn. Chỉ hôn xong rồi hả? Xong rồi. Nhà hôn xong rồi. Hai, ngày mùng 2 tây tới giờ chắc khoảng 10 bữa. Nếu 10, 10 mấy bữa. Mùng 2 tây tháng 8 năm 2023. Đến giờ phút là 12 ngày. Nhà hôm nay gọi 14. Thì gọi được. Gọi cũng nói chuyện. Bây giờ anh hỏi tiếp thế này. Có ra mặt để nói. Trong trên dưới 5 tháng qua thanh niên này và sống người phụ nữ đó là người bạn của em. Bạn của bạn nha, em. Tại khách sạn. Hai người làm cái chuyện gì đó tình yêu nam nữ mà thì mình không biết, không quan tâm. Nhưng hiện nay em biết là thông tin là chính thanh niên này là chuyển cho người phụ nữ là bao nhiêu tiền? Cho khoảng trăm mấy đó. Trăm mấy triệu. Tại vì phiếu chuyển tiền là còn trong điện thoại của em. Chuyện trăm mấy triệu là tương đương với tiền Trung Quốc là khoảng trên 33 rồi, đúng không? Tiền 35, 37 gì đúng không? Tiền xuống lại 3, khoảng 32. Giờ xuống hả? Xuống. Vậy là 33 lấy 43 rồi. Đúng chưa? Tầm đó mình dự kiến tầm đó còn trên suối thì chưa biết. 32, 33. Nói chung thế vậy là trên 4 bàn rồi. Nha. 4 bàn trên. Tại cái tiền nếu mà nó qua đây, nếu mà chi phí thì qua đây mà nó đi với con đó làm giấy tờ này kia nọ là khoảng chục vạn hơn rồi đó. Chục vạn. Hơn mà. Chục vạn là 300 mấy triệu. Đến giờ phút này. Từ lúc gặp con bé đó tới giờ. Chi phí con bé. Có là chi phí thì nhiều lắm. Vô cùng lắm. Đi lại xăng dầu ăn uống. Sinh hoạt khách sạn nhà nghỉ. Còn nếu mà gửi cho con bé đó thì nó tiền riêng cho nó thì chắc không phải trăm mấy. Gia đình của bạn gái, gia đình của người phụ nữ này có biết cái mối quan hệ này không em? Biết.
gia đình đã con bé này nó dẫn thằng này về ở chung nhà mấy ở chung nhà để dẫn nó đi lên đăng ký kết hôn. Đăng ký tại đâu đây? Đây tại Đà Nẵng em, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng em. Đúng rồi. Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Ừ. Có nghĩa rằng cô này gốc là Quảng Nam Đà Nẵng. Dạ, đúng rồi. Còn hiện nay là vừa rồi là sống tại gần nhà em. Dạ, sống ở quê nhà em. Ừ. Đúng chưa? Đúng. Vì vậy cho nên có nghĩa là cô ta đang có hộ khẩu ở tại Liên Chiểu Đà Nẵng. Ừ. Chưa có cắt khẩu. Đúng rồi. Ở đây chỉ là tạm trú tạm vắng đây thôi. Dạ, đúng rồi. Đúng chưa? Đúng rồi. Ừ. Rồi. Vậy là cái người phụ nữ này trước cái thời điểm đó tại sao em không tìm hiểu là người ta làm nghề gì? Em muốn em đã tìm hiểu rồi, em con bạn của em nói là con bé này nó là cũng như là nó buôn bán. Buôn bán gì em có tìm chưa? Nó là bán quá ha. Em bởi vì đây là một người bạn của bạn chồng, bạn của chồng em. Ừ. Gần nhà mà nay mai là em sẽ sang đó sống gần với người đàn ông này. Ừ. Vì vậy tại sao em không tìm hiểu rõ ràng cái người phụ nữ này có tốt đẹp không, có phù hợp không? Em mới làm ai? Lúc đầu cô này rất là tốt, không có cái chuyện gì xảy ra, cho nên mình không có ngờ được cái chuyện như vậy xảy ra như vậy. Ừ. Đến giờ phút này gia đình cô ta nói chuyện làm sao? Gia đình cô ta chỉ nói là không liên lạc được với cô đó. Ừ. Thứ hai nữa là nói là chuyện đăng ký kết hôn chuyện của hai đứa này là để hai đứa này giải quyết. Gia đình không biết, hoàn toàn gia đình bây giờ lẽ tránh trách nhiệm đúng không? Lẽ tránh trách nhiệm đó chứ không phải là không biết. Ừ. Toàn hoàn toàn biết hết, em gái con bé này với lại mẹ cha nó là biết hết. Ừ. Em cho anh hỏi này, bây giờ anh hỏi tiếp, người phụ nữ này họ tên đầy đủ là gì? Nguyễn Thị Thi Thi. Nguyễn Thị Thi Thi. Ừ. Sinh ngày mấy, tháng mấy, năm mấy? Sinh ngày hả? Nếu mà ngày, để em coi là cái ngày. Sinh ngày 20 tháng 4 năm 1984. 20 tháng, tháng 4. Tháng 4 năm 1984. Đúng. Tuổi Tý và tuổi Chuột chứ đúng không? Yeah. Vậy thanh niên này sinh năm mấy, 9 mấy, 91 đúng không? Trên nhau là 8-9 tuổi đúng không? Ừ. Ừ, rất nhiều. Mà đặc biệt là người phụ nữ này có chồng. Yeah. Có con chưa thì chắc chắn là... Có. Con chưa? Mấy con rồi? Một con 18-19 tuổi rồi. Ừ, đúng rồi, sinh năm 84 thì chắc chắn là con cũng mười mấy 20 rồi. Yeah. Còn người đàn ông này trước đây có vợ chưa? Không. Không có vợ. Ừ. Em có biết là cái điều kiện, cái hoàn cảnh cái thanh niên này, gia đình bên đó có điều kiện không? Có, gia đình có điều kiện. Tại thanh niên này là bên đó là lái du lịch, như có du lịch nhà, lái hợp đồng du lịch. Tại sao thanh niên này không lấy vợ bên đó? Tuổi đời rất trẻ. Em không biết là sao mà không lấy vợ bên đó. Ừ. Anh biết chắc là người phụ nữ ở bên Trung Quốc hiện nay, ngày xưa nó khác nha. Bây giờ hiện nay rất nhiều. Sinh lễ chắc nó đòi cao. Ừ, có thể như vậy chứ phụ nữ ở Việt Trung Quốc hiện nay rất trẻ đẹp rất nhiều. Chắc em nghĩ là nó đòi sinh lễ hơi cao. Ừ. Với lại anh này không có được cho có sắc cho nên nó... Này đẹp trai đâu sắc gì nữa. Nhiều khi nó không chịu vậy thì chịu đẹp trai hơn như giống anh vậy đó. Này là anh thấy là đẹp trai rồi, phong độ. Người ta đâu có vấn tệ đâu mà cái cô này mà cô này là một phụ nữ đã có chồng có con không. Ừ. Nghề nghiệp ổn định luôn. Ừ. Mà lại bây giờ là hiện nay là theo em biết được thông tin đến giờ phút này là em khẳng định là cô ấy lại đang lừa chưa? Có khẳng định là lừa rồi. Bây giờ là lừa rồi. Tại vì thường thường nói với em là nói với anh này cho cô ấy tiền ít quá cô ấy không đủ xài. Nói là cô anh này gửi tiền có ít quá cô ấy xài 1-2 ngày hết không có đủ xài. Bây giờ hiện nay là em hoặc người đàn ông này, người bạn của chồng em có gọi được cho cô ta hay không? Gọi có gọi được không? Hiện nay có gọi được. Gọi được cũng nói chuyện. Ừ. Nói chuyện được. Anh này nói là bây giờ hỏi cô vợ đó đang ở đâu. Ừ. Anh này nhắn tin trước hoặc là cho địa chỉ cô đó về. Bây giờ này nè. Cô đó anh không cho. Rồi xíu nữa anh hỏi tiếp. Em trong cái câu chuyện làm mai này, một người là bạn của bạn em. Ừ. Và một người là bạn của chồng em. Ừ. Đúng chưa? Ừ. Em được gì trong câu chuyện này? Em à? Ừ. Không, anh nói thẳng là em được gì trong câu chuyện này? Dạ, có nghĩa là lúc mới về Việt Nam á, là bên gia đình của cha mẹ của anh này nói là dắt cái anh này về, nếu mà tìm được vợ về bên đó, tiền lương của chồng em là một tháng bao nhiêu, mà về đây mấy tháng thì sẽ về bên đó trả là tiền lương bao nhiêu tháng. Ừ. Là như vậy. Có nghĩa là còn chi phí vợ chồng em thì bên đây em chịu trách nhiệm chi phí, còn trách nhiệm mà đi lại. Đúng rồi, là người đàn ông này phải chịu trách nhiệm. Yeah. Nếu là phải chi trả. Ừ, phải chi và trả. Ví dụ tiền lương của chồng em là bên em tính tiền Việt Nam mình. Đúng rồi, là 4.000, anh cứ nói cho là 4.000 tiền chung đi. Yeah. Trung bình đi. Ừ. Một người công tính tiền chung bên đó chứ không có tính tiền gì. Ừ. Là 4.000. Ừ. Mà bây giờ cứ cho là 6 tháng. Ừ. Đúng không, là hơn 2 vạn tiền chung đúng không? Ừ. Rồi khoảng 70-80 triệu ví dụ như vậy. Nhà mình nói về sơ sơ vậy chứ không tính chi tiết chi. Thế còn ăn uống là người đàn ông này phải chịu trách nhiệm. Ừ. Phải lo cho em. Dạ.
đi lại, xăng dầu, vé máy bay, đúng chưa? Nhưng đến giờ phút này là người cô dâu này đã không thành công, đã bỏ trốn. Rồi bây giờ gia đình của người đàn ông này và người đàn ông này đang yêu cầu và đang muốn em cái gì đấy? Hiện tại bây giờ thì chưa có yêu cầu là đi về bên đó phải ra công an hay là trả tiền số tiền lại, nhưng mà bây giờ thì chưa biết, nhưng mà bây giờ hiện tại giờ đang yêu cầu em là phải đi tới công an để trình báo là cái cô đó lừa gạt tiền của anh là như vậy. Hiện nay là cô này, anh khẳng định với em luôn, trong câu chuyện này em có một phần lỗi nha. Anh không bênh ai hết, em là một phần lỗi, còn người đàn ông này hiện nay không biết gì. Người đàn ông này đang không, nhưng mà em đã có nói với người này rồi. Em nói á, em nói là bây giờ nếu mà anh này về Việt Nam đúng không, tiền này tiền kia tiền nọ, tiền cho vợ mày học, tiền này kia nọ, hãy thông qua em, nếu mà em đồng ý thì hãy đưa cho cô đó. Anh này nói là tự anh chi trả chứ anh không có thông qua em. Rồi xíu nữa anh tiếp tục hỏi chuyện cái chuyện đó. Chứ không chứ không phải là mà như là không có thông có qua em có không có thông qua em có nhắc nhở. Em có nhắc nhở rồi, nhưng mà có nhắc nhở là tiền mà không được chi cho chỗ nào đáng chi chi, còn đáng không chi là không chi. Rồi người đàn ông, bây giờ người đàn ông đang yêu cầu em phải ra trình báo cơ quan công an đúng không? Em trình báo chưa? Em chưa. Rồi ngay hôm nay. Mới hôm nay là lên đến ngay hôm nay điều đầu tuần, có thể là hôm nay không kịp, sáng mai là ngày thứ ba. Em phải dẫn người đàn ông này ra cái địa phương của em. Địa phương cô ta sinh sống vừa rồi tạm trú tạm vắng, trình báo cơ quan công an, làm đơn trình báo nha. Khai báo trình báo đàng hoàng, đây là vụ việc lừa đảo. Lừa đăng ký kết hôn. Nha, đến giờ phút đã đăng ký rồi. Và hiện nay đã ôm và đã lừa thanh niên này, một người quốc tịch Trung Quốc. Số tiền rất nhiều. Em tất cả công khai hết nha. Tất cả sao kê hết công khai. Nha. Nếu không là các em sẽ dính líu vào trong câu chuyện này hiện nay. Đúng chưa? Bây giờ bởi vì đồng ý là trong câu chuyện này em cũng không muốn cái câu chuyện này xảy ra. Nếu xảy ra em không được gì. Nếu không xảy ra thì em cũng có một phần nào đó. Cái thứ nhất là em có công. Anh nói thẳng như vậy. Cái thứ hai là người ta cũng quý mến em. Vì người ta lấy được vợ. Nhưng đến giờ phút này câu chuyện té ngửa ra, trong mấy tháng vừa qua người đàn ông này có thể là hiện nay suy sụp. Đang vui mừng đúng không? Đến giờ phút suy sụp. Người ta biết trước khi đến với nhau là em đã biết người phụ nữ đó là có chồng có con chưa? Trước khi hai bên đến với nhau em đã hỏi chưa? Hỏi rồi, em đã có chia sẻ với người đàn ông này không? Em nói là cô này nó có chồng. Có con chưa? Con thì em chưa đón. Em chưa đón, sao em không nói luôn để cho người ta biết? Tại sao mình đó, nói luôn? Tại lúc đó là lúc đầu thì chưa có biết có con, lúc khoảng mấy tuần sau rồi mới biết là bé nó là có con. Nhưng mà hiện nay em chưa nói chuyện. Người đàn ông này biết thì tự người ta biết rồi. Người đàn ông này giờ biết người chắc chắn rồi, một lần với anh nhìn qua là anh biết rồi là có con hay không thôi, chứ chưa cần phải làm chuyện gì với nhau. Đúng chưa? Bây giờ người đàn ông này đang mong nhất, đúng không? Là tìm người phụ nữ này đầu tiên. Và điều thứ hai là mong em dẫn người đàn ông này ra cơ quan công an. Cái nơi địa phương vừa rồi người đàn ông này trao tiền và sống chung. Đúng chưa? Rồi ngay ngày mai em thực hiện nha. Rồi ok chưa? Bây giờ anh mời em lấy điện thoại. Em gọi cho cô ta. Em nói hiện nay em nói hiện nay ấy, là cái cô điện thoại của em gì khi nó khóa rồi còn nó không nghe điện thoại của em. Điện thoại thanh niên kia nghe không? Em nói chuyện thẳng thắn, nói chuyện mở loa lớn cho anh. Nói chuyện thẳng thắn, hôm nay tôi đang đến để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin tìm cô và giao cô cho cơ quan công an vì cô là dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nha, một người quốc tịch nước ngoài. Em mở loa lớn em nói chuyện như vậy. Mở loa lại em gọi đi. Em nói hôm nay em cùng với người đàn ông này đến đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin truy tìm người phụ nữ là một cô dâu này bỏ trốn. Lấy số khác em. Có số nào nó đâu. Nghe không? Có nghe không? Không. Vậy người phụ nữ năm nay là 39 tuổi, 40 tuổi đâu. Đúng chưa?
người đàn ông này anh cái thấy chuyện này đó cũng không có mà để cho lớn chuyện gì đâu. Mới đây nè, mới thực hiện mười mấy ngày nay nó kêu em là kêu thằng này gửi tiền qua mua vé máy bay với lại đóng visa. Nếu mà nó không kêu đóng visa với lại mua vé máy bay nên người ta không làm lớn chuyện, tại vì mua vé máy bay đóng visa hết mấy chục rồi, trong một ngày mấy chục đô anh bỏ như phòng khác rồi. Với gia đình người ta nói nếu mà không đồng ý đi thì đừng có kêu người mua vé máy bay. Bấm đi. Đây là một câu chuyện thực sự rất đau lòng, rất thương các bạn. Phải chi em á, chuyên về mai mối thì em không nói nữa. Còn cái này á, cái chuyện này á, thì em còn em bỏ ra ngoài. Em còn không ngờ đúng không? Alo. Alo. Thi đúng không? Dạ anh. Anh là đội bên đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương này em. Dạ. Bây giờ này. Bây giờ một người bạn của bạn em và một người đàn ông Trung Quốc hiện nay về đây nhờ anh em hiệp và chồng người chồng của em đấy đăng ký kết hôn rồi đấy nha. Dạ. Về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để ghi hình, để đăng tin truy tìm em, để giao cho em nơi cơ quan công an để gần nhất để xử lý cái vụ việc. Em đang có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người đàn ông quốc tịch Trung Quốc. Ủa em là vợ mà lừa gạt gì anh? Dạ. Là vợ, tại sao bây giờ em bỏ trốn? Em bỏ trốn là gì? Em không muốn đi qua đó. Sao bắt buộc em qua đó là sao được? Không phải lúc mà nói chuyện á, là bây giờ em kể cho anh nghe vậy nè. Lúc mà kêu nói chuyện, lúc mà kêu chị ấy chỉ nói á, là cái bà chị ngồi nước ngồi Việt Nam mình đó, là chỉ kêu em như vậy nè. Là trước khi đám cưới là chị sẽ đưa cho em giống như là đưa cho em 100 triệu để em mới lấy, em mới chấp nhận em lấy. Đi hỏi em không có tiền đâu. Một chút nữa nói với con bé đó là tại vì con bé đó chưa có đi sao mà đưa tiền, chưa có lên máy bay thì sao đưa tiền. Thật sự thật tôi thay đi đi u anh đi nào thì mấy giờ kỹ thật thật mấy giờ đó thật tôi thay đi đi u anh đi nào thì mấy giờ kỹ thật thật mấy giờ đó thật tôi thay đi đi u anh đi nào thì mấy giờ kỹ thật thật mấy giờ đó thật tôi thay đi đi u anh đi nào thì mấy giờ kỹ thật thật mấy giờ đó thật tôi thay đi đi u anh đi nào thì mấy giờ kỹ thật thật mấy giờ đó thật tôi thay đi đi u anh đi nào thì mấy giờ kỹ thật thật mấy giờ đó thật tôi 他, em hỏi xem người đàn ông này nói tiếng Trung Quốc bây giờ em người đàn ông đang muốn gì? Em hỏi đi. Em muốn. 他说你现在你是要想说什么？我现在我只想把他给他的钱，我要要回来。那来呢？那来呢？我现在不相信他了，我不相信他。你手机有翻译放给他听呢？那来了？安迪诺伊呢？安迪诺伊，更就。 có đi mà sao người ta đưa tiền cho em rồi. Alo. Anh nghe. Bây giờ này anh hỏi em này. Bây giờ anh hỏi em này. Thế tại sao mà tại sao bây giờ em bỏ trốn? Em không có bỏ trốn. Tại vì bây giờ em không có bỏ trốn mà giờ em hiện tại bây giờ em đang đi làm. Nếu mà anh cho lại tiền cho em á thì em nói cho anh. Đưa bao nhiêu? Đưa bao nhiêu tiền? Đưa bao nhiêu tiền? Đưa bao nhiêu tiền? Anh chưa có đưa tiền cho em luôn á. Bây giờ này nè, người ta chia sẻ là người ta đưa cho em cả hơn 100 triệu rồi. Bây giờ, cái đó là tiền chẳng qua ảnh đưa, ảnh gửi cho em để mà đi làm giấy tờ rồi này kia nọ, để đi tới đi lui. Bây giờ này anh, bây giờ này có nghĩa là em nói như vậy là có nghĩa là người ta chia sẻ không đúng sự thật đúng không? Dạ đúng. Rồi bây giờ em đang ở đâu, em về gặp anh ngay bây giờ. Không, giống như là muốn lừa em á, đi qua bển
bây em còn bây cái gì á, bây giờ này anh em cũng thương thương em nữa, mà bây giờ nói xoay quanh thương của vậy em bây giờ này anh giúp em, anh giúp những nạn nhân hoặc anh giúp những người nào thật, anh không bênh ai trong câu chuyện này dạ. Nhé, bởi vì em còn để chứng cứ lại, tại sao nếu mà chồng em á gửi tiền cho em, tại sao em không gửi thẳng qua thẻ em mà phải gửi qua người đó, bây phải người đó trung gian không? Bây giờ anh hỏi em này, trung gian hay không, bây giờ anh chưa quan tâm, bây giờ em nói là bây giờ thông tin người ta chia sẻ là không đúng đúng không? Dạ. Bây giờ anh bây giờ anh mời. Bây giờ này anh mời em. Bây giờ anh hỏi thẳng em này, em có thương người đàn ông dạ. này hay không? Bây giờ này. Lý do lấy một dạng, lấy một dạng là không được. Thế chưng. Em mới hỏi được đàng hoàng. Em nó mới kêu chị cứ bình thường đi. Bây giờ thế này, nhá. Bây giờ em, bây giờ anh hỏi thẳng em, bây giờ anh không nói về tiền, nhá. Bây giờ em có thương người đàn ông này không? Bây giờ em có thương cô muốn lấy không? Bởi vì hiện nay đăng ký kết hôn rồi. Dạ, bây giờ em không muốn lấy được, tại vì em sợ lỡ mình qua đó rồi bán em bên đó em về không được. Ai bán em? Bây giờ người phụ nữ này gần nhà em biết rồi đúng chưa? Nếu bán em là gia đình em thưa, nhưng mà tại sao trước khi em làm việc cái hành động này, tại sao em sự suy nghĩ em đã trước đây đã từng có chồng có con, em sinh năm 1984 đúng không? Dạ đúng. Ừ, bây giờ em đang ở đâu, anh mời em về đây gặp anh ngay và lập tức anh giải quyết giúp em được chưa? Anh sẽ giúp em nếu thực sự em là người thật, anh giúp ở đây không có giữ em nha, giúp em không thích cho em về chứ không phải đến đây là giữ em. Ok chưa? Cần thiết anh sẽ chở cho xe chở tận nhà. Dạ cái này để em về nhà đi rồi. Bảo khi nào em về, khi nào em đến đây? Khi nào? Dạ trong 1-2 ngày nữa đi, rồi em làm vài bữa cái đó. 1-2 ngày là em 1-2 ngày em về trực tiếp đây, anh em gặp các anh em đây sẽ giải quyết giúp em được không? Anh về tới nhà em luôn cũng không. Không, anh không có về đâu hết, em về đây, anh giúp em được. Nhá, ba mặt còn nhờ anh nói chuyện rõ ràng giúp em được chưa? Bởi hiện nay là các anh em hiệp sĩ Bình Dương đang chuẩn bị đi tìm em, mục đích chính là giao em cơ quan công an, người chiều nay người ta làm đơn rồi nhá, chiều nay người ta sẽ làm đơn để trình báo cơ quan công an là một cô dâu Việt hiện nay đang lừa đảo bỏ trốn. Lừa em hiện nay em đăng ký rồi mà em bỏ đi như thế này là hình thức là bỏ trốn rồi được chưa? Vậy là báo em vậy đó. Ừ, người ta đang làm như vậy rồi. Bây giờ em muốn bây giờ em muốn em về đây, các anh sẽ giúp em được chưa? Được không? Bao giờ em về? Dạ anh cứ để đây, em về đây em gọi liền. Khi nào em về anh có biết được, anh sắp xếp anh còn phải nhiều việc. Tại vì em cũng đang đi làm. Em đi làm em bỏ đi, bây giờ em muốn đi làm hay em muốn em to chuyện. Dạ để em bỏ rồi em về. Ừ, bao giờ em về anh chờ em này, anh đang chờ em bây giờ. Em đang ở đâu? Dạ em đi làm rồi. Ừ, em đi làm. Vài ba bữa bây giờ anh hỏi em này, em về gặp về bưu điện tỉnh Bình Dương em về điện cho anh. Dạ. Bưu điện tỉnh Bình Dương. Chắc em biết bưu điện tỉnh Bình Dương đúng không? Dạ biết rồi. Rồi em về đây anh giúp em. Còn nếu không anh em đi tìm em là sẽ giao công an chứ không nói chuyện đâu. Không có nói chuyện này đâu. Nhá. Hiện nay cái số tài khoản để chuyển khoản cho em rất nhiều tiền. Dạ. Ừ. Hiện nay cái số tài khoản anh kiểm tra đây, số tài khoản tên của em ấy, thì rất nhiều tiền. Dạ đúng rồi. Ừ, vì vậy anh chưa biết là cái nguyên nhân là tiền này tiền gì, nhưng hiện nay em đã đăng ký kết hôn là một, em sống chung người ta tại khách sạn hàng mấy tháng liền, như vậy là em đang có dấu hiệu lừa đảo người ta rồi. Bây giờ người ta đang rất đau khổ. Em sống chung vợ chồng mà. Vợ chồng nhưng mà vậy tại sao vợ chồng lại bỏ trốn? Em không có bỏ trốn. Em chỉ kêu em đi qua bên đó là em không đi thôi. Bây giờ em quyết định là em không đi nữa. Em không đi, em không đi, em về đây phải, em phải nói chuyện với người ta chứ không có tình trạng như vậy được. Nhá, người ta bỏ rất nhiều tiền hy vọng lấy vợ đúng chưa? Mà đến giờ phút này đăng ký xong rồi em đi luôn. Đúng em chưa? Em không có đi luôn, tại vì ở bên đó là kêu lấy là cho em 100 triệu. Rồi em mới đi, em đi qua bên đó. Em cứ đi về đây anh em giúp em. Em muốn 100 triệu theo thỏa thuận cái việc của em. Là anh em hỗ trợ giúp em. Bây giờ đưa tiền cho em cũng không đi nữa. Bây giờ đưa tiền cũng không đi nữa, lý do em sao đổi ý?
Trước đây em quyết định là bây giờ em đổi ý. Tại sao? Không phải là em lừa gạt hay gì đâu, mà bây giờ giống như là anh ta không. Không. Anh nói thẳng với em thế này, như này là anh chưa khẳng định là em lừa, nhưng em đang có dấu hiệu lừa đảo. Nha. Anh nhắc lại, em đang có dấu hiệu lừa đảo. Vì hiện nay em đăng ký kết hôn rồi, em lấy nhận tiền của ta rồi, bây giờ em bỏ đi nơi khác, em không gặp người ta nữa. Đúng chưa? Cái này, sao nói em lừa đảo được? Trong khi đó anh ta không lo, anh ta là chồng của em nhưng mà anh ta không lo gì cho em, thì em mới đi kiếm cuộc sống, em phải lo cho em chứ. Một ngày, hai ngày ta gửi cho em bao nhiêu tiền, em còn muốn bao nhiêu nữa? Em muốn bao nhiêu, em muốn giàu đến mức độ như vậy hay sao? Anh hỏi anh đi. Bây giờ này em cứ đi về đây nói chuyện, không nói nhiều, em muốn đi về đây anh sẽ giúp em. Còn nếu không anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm được em là sẽ giao em với cơ quan công an, đến lúc công an người ta xử lý. Nha. Còn hiện nay nếu mà dấu hiệu thực sự dấu hiệu lừa đảo chỉ cần 2 triệu thôi là em bóc lịch rồi, anh khẳng định em như vậy. Nếu đúng thực sự em lừa đảo chỉ cần 2 triệu thôi là em là truy tố rồi, chứ không cần phải tiền trăm tiền mấy chục đâu. Là em đi rất xa. Nha. Được chưa? Hiện nay đăng ký kết hôn rồi mà em bỏ đi, em lấy tiền nhận tiền của ta rồi, em bỏ đi. Như thế này là đang có dấu hiệu rồi đó. Bây giờ người ta cũng không yêu cầu em phải qua bên Trung Quốc nữa. Nha, người ta qua và về đây nói chuyện rõ ràng. Được chưa? Dạ. Ừ, bao giờ em về? Thì em nói rồi, một cái buổi nói em làm có tiền em nói về được. Em về đây anh cho tiền em. Em về đây anh cho tiền. Không. Tại sao? Một ngày công. Lấy tiền đó, nó công nói em lừa gạt từ này chứ đi nọ. Anh khẳng định nha, em về đây anh trả em mỗi một ngày công 500 ngàn. Em, anh không quan tâm em làm một ngày bao tiền. Anh trả tiền, anh là người trực tiếp trả tiền em. Được chưa? Anh trả tiền cho em thay vì em phải làm việc. Để về đây anh muốn làm việc rõ ràng. Được chưa? Dạ, thì để đó đi, rồi không, đợi. Không, bao giờ em về? Em nói 2 ngày nữa. Đúng 2 ngày là từ hôm nay là 14 rồi đúng không? Dạ. Đúng sáng ngày 16 em phải có mặt ở bưu điện tỉnh Bình Dương. Nha, đồng ý không? Dạ. Em có đồng ý hay không? Một là có mà hai là không. Nha. Nếu không ấy là anh em đi tìm em là giao cơ quan 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 là đến lúc câu chuyện nó phức tạp, bởi vì hiện nay em nhận rất nhiều tiền trong số tài khoản có tên của em. Người ta sao kê quá trời tiền tên của em này nè. Nha. Được chưa? Dạ dạ. Ừ, bởi vì người đàn ông này người từ Trung Quốc người ta muốn về Việt Nam mình mong muốn lấy vợ, mà em đã từng có vợ có chồng rồi. Em đã từng đổ vỡ hôn nhân rồi, bây giờ em gặp người ta là trai tân, người ta yêu thương em hết mực mà đến giờ phút này em làm như vậy là anh thấy là không được. Anh không bênh người ta, anh cũng không bênh em. Đấy, nhưng mà anh bênh cái sự thật. Nha. Ok chưa? Em về đây anh sẽ giúp em. Mục đích chính là anh chỉ muốn tìm hiểu cái câu chuyện này tới đâu. Nếu không ấy, là anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm mẹ em là phức tạp lắm. Em có đi đâu em không đi nổi đâu. Nha. Được không? Dạ rồi, em nói rồi mà. Rồi ok, bây giờ em có muốn nói chuyện với người chồng em không này? Đây em nói đây này. Đây, đi xuôi. Vậy. Hả? Em về đây. Bây giờ phát này. Hả? Ôi, em nói chuyện rồi, có nhiêu đó thôi. Em nói thôi là em về là về. Chị thôi em nói nữa. Rồi. Đúng sáng mày tắt máy rồi. Có cái người phụ nữ này hiện nay đang có dấu hiệu nha. Anh chưa bênh ai trong câu chuyện này, anh không bênh người phụ nữ, anh không bênh em, và đặc biệt anh cũng không bênh người Trung Quốc này nhá. Ở đây là anh bênh sự thật. Anh không thiên vị bất kể ai, bởi vì anh không được gì trong câu chuyện này. Tụi anh giúp là giúp miễn phí, không phải giúp tụi em để lấy tiền nha, hiểu ý nha. Vì vậy anh sẽ tìm hiểu câu chuyện này tới cùng để đối chứng. Ngày 16 này sẽ tụi em sẽ có mặt ở đây, có gì anh sẽ báo cho em để gặp ba một phần trời. Còn nếu thực sự người phụ nữ này mà đang có dấu hiệu lừa đảo nha, thì phải trình báo cơ quan quan để lấy lại công bằng cho người đàn ông này. Người ta sang đây là gọi là thân khô thế cô, người ta dựa vào em, người ta nhờ vào em, đúng chưa? Người ta tin tưởng em chứ người ta sang đây không bà con dòng họ gì hết. Đúng chưa? Anh nhìn cái người đàn ông này rất tội. Anh không biết là tính tình người ta sao, anh cũng chưa tiếp xúc, nhưng mà thực sự đến giờ phút này anh nhìn người ta rất tội, rất thương, đúng không? Vì thân khô thế cô mà. Cũng giống như em đi sang Trung Quốc lần đầu tiên không gặp ai, gặp một người tốt thì em phải thân cận người ta. Bây giờ người ta sang đây cũng vậy, người ta tin tưởng vợ chồng em. Đúng chưa? Vì vậy em đừng để người ta thất vọng. Anh nói vậy ha. Đó, em quyết làm tới cùng đó. Rồi. Ngày hôm nay em cứ làm đơn trình báo cơ quan công an cho anh. Ngày hôm nay. Yeah. Sáng mai em về luôn. Nó nói 2 ngày nữa. 2 ngày là cái việc của người ta. Cứ trình báo, sau này tính tiếp. Được không? Nhá, em cứ trình báo cơ quan công an cho anh.
địa phương của em. Dạ. Ok chưa? Bây giờ người đàn ông, em hỏi người đàn ông còn mong muốn nói những điều gì trên video này không? Em nói đi. Em nói đi. Lúc mà nó qua đây Việt Nam đi qua mấy ngày rồi là nó chưa gặp được mặt vợ nó. Nếu mặt vợ nó không muốn đi qua bên đó với nó thì cũng phải trở về để ba mặt một lần nói chuyện. Còn cái tiền đó thì phải trả lại về gì đỡ gì với cho nó. Ok. Dạ. Bây giờ em còn muốn nói điều gì chia sẻ trên điều gì trên video này không? Bây giờ thì em muốn chia sẻ là làm cho cái công việc này làm cho sáng tỏ ra. Sáng tỏ hả? Còn ai sai ai đúng là người đó phải chịu trách nhiệm nha. Kể cả là em cũng vậy nha. Sai đúng là chịu. Ok chưa? Em hôm nay em với người đàn ông, người thanh niên này, quốc tịch Trung Quốc, phải nói là câu chuyện này anh nghe là hiện nay em cũng không đứng ngồi không yên đâu. Dạ. Anh khẳng định với em luôn, anh biết chắc chắn rồi. Hiện nay người Trung Quốc là không có tìm người phụ nữ mà bây giờ tìm em. Em là người biết tiếng. Em là người phiên dịch và có thể là nhiều cuộc giao dịch em nó cũng là người chủ động làm chứng ha. Vì vậy em hiện nay là có liên lụy có thể rất nhiều, đúng chưa? Rồi hôm nay em và người đàn ông này có đồng ý cho anh làm việc gì với Dương, ghi hình và chia sẻ thông tin lên tất cả trang mạng xã hội để tìm người phụ nữ nào? Muốn. Rồi muốn em hỏi lại người đàn ông này. Rồi bây giờ này, cái cuộc trò chuyện của mình cũng rất dài, 40 phút rồi. Nha. Đăng thông tin này rất mạnh. Anh em nghệ sĩ Bình Dương sẽ tìm ra thông tin chính thức người phụ nữ đang sống ở đâu, thực sự có đi làm hay không, nha, và có lừa đảo hay không. Nếu lừa đảo thì anh em sẽ tìm cách nhanh nhất có thể để giúp em đưa được con. Em nghĩ là nếu 100% người phụ nữ này không, 100% không có, chứ khoảng 50-60% người phụ nữ này đang ở thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang. Ở đâu không biết, không quan tâm, nha. Nhưng mà em không đi kiếm. Ở đâu các anh cũng biết hết. Nha, có điều hỏi vậy thôi. Nha, đây là cái cách của anh làm việc, anh hỏi vậy thôi, còn ở đâu anh không biết, anh nói anh vậy thôi nha, không còn nói nhiều nữa ha. Rồi vậy ha. Rồi anh chào em nha. Chào em trai này. Chúc em và em trai này mạnh khỏe. Hy vọng trong thời gian tới thì mình cái câu chuyện này được sáng tỏ. Nhá. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn. Đây là một cái câu chuyện tiếp tục một cô dâu Việt bỏ trốn. Trong thời gian vừa qua rất nhiều cô dâu Việt đã bị làm mai làm mối và nhiều câu chuyện thực sự đến giờ phút này đã bỏ trốn và anh em thì chính Dương đã giải cứu và đã gọi là ba mặt một lời, đã tìm rất nhiều cô dâu Việt hiện nay đã quay trở về đây để cùng nói chuyện rõ một cách rõ ràng. Nhiều câu chuyện hiện nay cô dâu Việt hiện nay vẫn không chịu sang và nhiều câu chuyện khác nó có rất nhiều cái uẩn khúc. Đây là tiếp tục một câu chuyện tiếp theo. Dạ cuối video này thực sự là cái câu chuyện rất dài rồi. Cho phép cùng Trần xin thay mặt các anh em đội hiệp sĩ Quỳnh Dương xin tạm kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.